trận đấu cũng diễn ra trên sân nhà của đội Tăng Long Quyền để khép lại lượt đấu vòng tròn. Vừa rồi là tình huống 3 điểm đầu tiên trận đấu và cầu thủ vừa có Phạm Minh Luyến và Hồng Gia Lân. Nguyễn Văn Hùng còn 2 giây chưa được tấn công. Phản công cho Saigon Heat. Hồng Gia Lân. Rất đáng tiếc tình huống lên rổ không thành công Hồng Gia Lân, nhưng ngay sau đó là một tình huống đi vào và ghi điểm thành công của Phạm Minh Luyến. Tiếp tục là tình huống 3 điểm của Phạm Minh Luyến, thì lần này bóng đã đập rổ ra ngoài và là một tình huống đi vào thành công của Hồng Hải. Lê Ngọc Tú có 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 14. Về trận đấu để họ có thể, nếu chứng tỏ được bản thân thì bước vào những trận đấu play-off cùng với đội bóng Hà Nội Bóng Club. Và đây là 2 điểm đầu tiên của cầu thủ mang số 8 Vũ Đình Tú. Ném rất tốt thì họ thi đấu với một phong độ của nó không thực sự hiệu quả. Và đó là lý do tại sao mà thời điểm hiện tại thì Saigon Heat vẫn chưa thể chắc chắn được cái gì. Và một tình huống end one của Darius Lewis. Như vậy là sẽ có một hết. Đường chuyền cho Nguyễn Văn Hùng. Nhưng rất đáng tiếc tình huống lên rổ của Nguyễn Văn Hùng thì không thành công. Nhưng ngay sau đó Hoàng Thế Hiển đã có một thế từ mọi vị trí mà MVP của trận đấu đó cũng là người ghi nhiều điểm nhất, đó chính là Lê Ngọc Tú. Và vừa rồi thì Lê Ngọc Tú đã có hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Anthony Võ, như vậy là cầu thủ Việt Kiều đã được huấn luyện viên David Sutton tung vào sân. Hồng Gia Lân có 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 0 bên phía Saigon Heat, và anh sẽ được thực hiện thêm một pha ném phạt. Trong tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định Đỗ Xuân Nam đã phạm lỗi đẩy người trong tình huống Hồng Gia Lân lên rổ. Đường chuyền dành cho Ryan Lê. Đỗ Xuân Nam và Hồng Gia Lân. Một tình huống thi đấu tuyệt vời của đội đấu. Cùng với đó là một hiệu suất dứt điểm và nó không hề tệ là 30%. Con số đó đã cải thiện hơn rất nhiều so với mùa giải VB năm 2016. Trần Phạm Duy Hậu. Một tình huống ISO của Phạm Hiệu và có 2 điểm cho cầu thủ mất. Trên chân vẫn đang rất chậm. Hiện tại thì số điểm mà cả hai đội bóng ghi được vẫn là khá thấp. Và vừa rồi thì Phạm Duy Hậu đã có tình huống ghi điểm. Đội chuyển cho Nguyễn Văn Hùng. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi không có một cầu thủ nào theo kèm. Đây là Hồng Gia Lân. Một tình huống qua người lên rổ nhưng rất đáng tiếc bóng không chịu đi vào rổ. Và phản công cho Thanh Long Warriors. Tô Quang Trung. Hoàng Thế Hiển. Và là 2 điểm cho Hoàng Thế Hiển. Vì Thanh Long Warriors. Hồng Gia Lân 36-24. Sau những tình huống thi đấu không... Số 10 Nguyễn Văn Hùng đang đảm nhiệm. Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Khang. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự rất tốt của Huỳnh Khang, nhưng tình huống reverse layup sau đó của Nguyễn Văn Hùng bóng đã airball. Rất đáng tiếc. Phạm Duy Hậu. 2 điểm cho Phạm Duy Hậu và thêm một tình huống ném phạt. Trong tình huống lên rổ của mình đi. 2 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Tô Quang Trung. Tiếp tục là một tình huống ném trung bình của Tô Quang Trung. Và lần này thì lại có 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 5 Tô Quang Trung. Đỗ Xuân Nam và Hồng Gia Lân đưa chân nhả ra cho Bùi Thái Hà. Thực hiện tình huống 3 điểm. Và có 3 điểm cho Bùi Thái Hà. Võ Thái Cường. Có 2 điểm cho cầu thủ trẻ Võ Thái Cường. Đó là một tình huống block rất tốt của cầu thủ mang số 5. Vẫn là Thăng Long Warriors, một đường chuyền nâng lúc pháp tuyệt vời của Tô Hoàng Trung dành cho Đỗ Xuân Nam. Và rất khó có thể thực hiện một pha ném rổ trước mặt của Nguyễn Văn Hùng, nhưng ở tình huống rebound sau đó thì rebound rất tốt của Hoàng Thế Hiển. Và đây là Bùi Thái Hà. Pha ba điểm thứ hai chắc không thành công và vẫn bóng vẫn đi vào rổ thật bất ngờ. Và phản công cho Thăng Long Warriors. Hoàng Thế Hiển, một pha xử lý bóng rất không hợp lý của Hoàng Thế Hiển và phản công cho Saigon Heat. Chắc chắn là 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 8 Phạm Duy Hậu, và đó cũng là tình huống kết thúc, là một tình huống kiến tạo tuyệt vời để Phạm Duy Hậu có mặt ở trên sân, có thể chơi tốt ở khu vực dưới rổ chỉ là Huỳnh Khang mà thôi. Và đó là một trong những lý do tại sao mà Saigon Heat không có được khả năng rebound thực sự tốt trong trận đấu năm nay. Và tiếp tục là 2 điểm tiếp theo dành cho Đỗ Xuân Nam. Trường Trung chuyền bóng cho Nguyễn Văn Hùng. Bùi Thế Hà. Một đường chuyền phát pass rất tốt của Bùi Thế Hà và lại có 2 điểm cho Hoàng Thế Hiển. Không nhanh cũng như là tấn công hiệu quả. Và khoảng cách hiện tại đã đến rất gần. Và rất may mắn thì Võ Huy Hoàn đã
không phải người vừa thực hiện pha dứt điểm là Võ Thái Cường. Phản công cho Thăng Long Warriors. Vũ Đình Tú đã có 2 điểm cho Vũ Đình Tú và một tình huống end one. Trận đấu đang diễn ra vô cùng gay cấn. Một tình huống double team rất tốt của Thăng Long Warriors và đây là Tô Quang Trung. Một pha lên cổ thành công của Vũ Đình Tú. Lên điểm nhưng lần này thì người đang dẫn trước là đội bóng chủ nhà. Tiếp tục là một pha cứu bóng rất tốt của Trương Hoàng Trung. 62-59. Chúng ta hãy chờ xem. Cách dễ dàng. Trong khi đó thì Trọng Hít với những cầu thủ trẻ có mặt trên sân. Và đây là tình huống ném 3 điểm của Trương Hoàng Trung. Như vậy nửa sân khi mà những tình huống phản công nhanh của họ đang bị đối thủ kém sát. Và đây là 2 điểm. Và nếu như giành được chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì thành tích đối đầu giữa Thăng Long Warriors và Trọng Hít cũng sẽ là 2-1. Và tình huống ghi 2 điểm thành công của Võ Huy Hoàn giúp ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm mà thôi. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất kịch tính. 2 điểm vào tầm 1 phút. Chính xác là 1 phút 40 giây và chúng ta vẫn chưa có thể nói trước được điều gì. Trương Hoàng Trung. Tình huống lên rổ của Trương Hoàng Trung, tỷ số lại được nâng lên sau Gia Lân. Hồng Gia Lân và Nguyễn Văn Hùng. Và 2 điểm cho Hồng Gia Lân. Và đó là một tình huống end one. Trong tình huống lên rổ của mình thì Hồng Gia Lân đã bị cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Văn Hùng phạm lỗi. Cơ hội để cho Hồng Gia Lân rút ngắn. Tiếp tục một pha 3 điểm chăng? Không phải, đây là pha Minh Luyến. Có 1 giây. Và một tình huống shot clock không thành công của pha Minh Luyến. Vâng, chỉ còn đủ thời gian cho một đợt tấn công và rất đáng tiếc cho Anthony Võ. Có tình huống bắt bóng với đường truyền phải nói là như đặt của Phạm Duy Hậu. Anh đã bắt bóng không thành công. Có thể nói là đường truyền dành cho Anthony Võ. Hồng Gia Lân tiến 3 điểm của Hồng Gia Lân số 0. Không thành công. Và có lẽ đây cũng là tình huống cuối cùng trận đấu và chúc mừng Thăng Long Warriors. Họ đã có chiến thắng thứ 12 tại VBL hôm nay. Vâng, trận đấu cuối cùng của lượt thi đấu vòng bảng như vậy cũng đã kết thúc.